thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Công ty nào đứng sau dàn xe điện VinFast đưa đón sao quốc tế tại Gumball 3000? Dàn xe điện VF7 và VF9 của công ty FGF, công ty mua bán và cho thuê xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện bên cạnh hàng loạt KOL đình đám giữa rừng siêu xe tại sự kiện Gumball 3000. Hành trình siêu xe Gumball 3000 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu xe toàn cầu. Đây là sự kiện quy tụ hàng trăm xe thể thao, siêu xe, hypercar hàng đầu cùng nhiều người nổi tiếng trên toàn thế giới. Bên cạnh dàn siêu xe, người hâm mộ còn đặc biệt chú ý đến sự xuất hiện của những mẫu xe điện VinFast tại sự kiện này. Ngay từ những hoạt động đầu tiên của Gumball 3000, chiếc VinFast VF9 với logo FGF đã gây ấn tượng khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón Patrick Evra, cựu hậu vệ Manchester United. Trong khi đó, một chiếc VinFast VF9 khác được streamer nổi tiếng iShow Speed sử dụng để tham quan thành phố Hồ Chí Minh và di chuyển giữa các địa điểm tổ chức sự kiện. Ngoài ra, trong các ngày 14-15 tháng 9, hình ảnh dàn xe điện VinFast gắn với hình ảnh FGF tràn ngập khắp các diễn đàn, mạng xã hội khi đồng hành cùng dàn sao như Davy và Diamond, kênh Daily Driven 86, Mr. Chihuahuay, Nico Luanat Van de Host, Vicky Star, Laja Beam, Lesland Power. Được biết, công ty đứng sau loạt xe ấn tượng này là For Green Future FGF, đơn vị được thành lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực mua bán xe điện đã qua sử dụng, FGF là công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện tự lái linh hoạt với thời gian đa dạng theo ngày, tháng hoặc năm, có tài xế hoặc tự lái để đáp ứng mọi nhu cầu về di chuyển xanh của khách hàng. Dàn xe được sử dụng đưa đón dàn sao quốc tế lần này là dàn xe điện cao cấp có tài xế riêng do FGF cung cấp. Công ty này đã sử dụng tổng cộng 21 xe, bao gồm 14 chiếc VF9 và 7 chiếc VF7 để phục vụ cho Gumball 3000 tại Việt Nam. Sau khi tận hưởng tiện nghi và dịch vụ của FGF, hầu hết các Gumballer tỏ ra hào hứng và thích thú khi bởi những trải nghiệm đặc biệt. Là những triệu phú người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực thể thao, công nghệ, nghệ thuật, dàn sao quốc tế tới Việt Nam có yêu cầu rất cao đối với xe cộ và dịch vụ di chuyển. Đơn giản vì trong danh sách xe các Gumballer sở hữu và sử dụng không thiếu những mẫu siêu xe. Xe siêu sang hàng đầu đến từ Bugatti, Koenigsegg, Lamborghini, Ferrari, McLaren, Porsche, Rolls-Royce, Bentley. Điều này là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng của các mẫu xe điện VinFast cũng như chất lượng dịch vụ 5 sao mà FGF cung cấp. Từ kỹ năng của tài xế, quy cách phục vụ đến các chuẩn mực áp dụng của FGF đều làm hài lòng những khách hàng khó tính bậc nhất trên thế giới. Xem livestream iShow Speed ngồi trong VF9, đi khắp phố phường thành phố Hồ Chí Minh, thấy hào hứng vì chính mình cũng có thể tận hưởng những chiếc xe như thế. Mình tính sẽ thuê xe để trải nghiệm cảm giác ngồi ghế thương gia, được phục vụ tận tình và cả cảm giác cần lái mẫu xe này. Anh Hoàng Thắng tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ sau khi chứng kiến dàn xe hùng hậu của FGF tại sự kiện ngày 15 tháng 9. Trước đó, những chiếc xe mang logo FGF cũng đã gây chú ý với người dùng Việt khi xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn trong nước. Mới đây nhất, công ty đã thành công ký kết hợp đồng cho thuê 910 xe dài hạn cho 9 đối tác tại 9 tỉnh thành phố trên cả nước. Thành tích được đánh giá ngoạn mục đối với một đơn vị mới chỉ hoạt động 2 tháng. Giới quan sát nhận định, việc FGF được ban tổ chức một sự kiện quốc tế lớn như Gumball 3000 tin tưởng không chỉ khẳng định uy tín của công ty mà sẽ là cơ hội quảng bá đẳng cấp xe điện VinFast và dịch vụ Việt với thế giới. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ FGF vì tương lai xanh For Green Future thành lập ngày 1 tháng 7 năm 2024. FGF hoạt động trong lĩnh vực mua bán các xe ô tô điện VinFast và kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện. Trong giai đoạn đầu, FGF dự kiến sẽ có từ 1.000 đến 2.000 xe cho thuê tự lái, gồm tất cả các dòng xe VinFast hoạt động tại các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế. Sau khi chính thức vận hành, quy mô đội xe sẽ tiếp tục được gia tăng về số lượng. Tiến tới mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc, đây là đơn vị cho thuê xe thuần điện lớn nhất Việt Nam, mang đến cơ hội tiếp cận ô tô điện nhanh hơn cho đông đảo người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam, hướng đến cam kết Net Zero vào năm 2050. Tự một thế giới, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.